Xin chào các bạn. Gỏi là một món ăn được rất là nhiều người ưa thích, bởi vì khi ăn gỏi thì người ta cảm giác vị chua chua, ngọt ngọt của món ăn nè. Đặc biệt là những bạn nữ khi mà muốn giảm cân thì chúng ta muốn có một món ăn có nhiều rau cải trong đó và những loại thực phẩm không gây béo. Trong chương trình kỳ này thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị một món ngon, là một món gỏi nhưng mà sử dụng với nguyên liệu chính là sứa. Mời các bạn hãy vào bếp và thực hiện món gỏi sứa của ngày hôm nay. Để thực hiện món gỏi sứa thì chúng ta cần sử dụng khoảng 200g sứa muối, 100g da heo chúng ta luộc chín và cắt mỏng, 200g thịt đùi heo, 200g tôm sú chúng ta sẽ luộc chín và bóc vỏ. Ngoài ra quý vị còn chuẩn bị một trái dưa leo, nửa củ cà rốt, một củ hành tây, chanh, rau răm, ớt sừng. Chúng ta chuẩn bị thêm trứng gà, một ít bột năng, một ít mè rang, tỏi, ớt băm, giấm. Tất cả các loại gia vị thông thường, và đặc biệt là chúng ta phải sử dụng thêm một ít nước mắm, vì trong món ăn này là một món ăn thuần túy Việt Nam, chúng ta sẽ sử dụng nước trộn gỏi được chế biến từ nước mắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào giai đoạn chế biến. Món gỏi sứa được coi như là một món gỏi mà khá là công phu vì có rất là nhiều nguyên liệu khác nhau, mà đặc biệt trong đó có nguyên liệu chính là sứa. Sứa thì các bạn có thể mua sứa tươi, nếu mà chúng ta ở những địa phương là những vùng biển thì chúng ta có thể sử dụng sứa tươi. Còn nếu trường hợp chúng ta ở thành phố thì các bạn cũng có thể sử dụng sứa muối. Sứa muối đã được ngâm muối rất là kỹ và chúng ta có thể bảo quản được lâu ngày. Khi mua về thì chúng ta phải ngâm trước một đêm, là vì sứa muối ngấm muối rất là nhiều. Nếu chúng ta không ngâm kỹ thì muối sẽ ngấm nhiều vào trong sứa, không nhả ra hết. Và như vậy khi chúng ta chế biến thì sứa dễ có vị mặn. Sau đó chúng ta sẽ rửa sạch ra. Nếu mà là những miếng sứa to thì chúng ta cắt nhỏ, còn nếu có những loại sứa mà đã được chế biến cắt sẵn như thế này thì các bạn chỉ việc là đặt một nồi nước lên bếp và chúng ta nhúng qua nước sôi thôi, không để lâu trong bếp, chỉ nhúng vào nước sôi và vớt ra ngay, mục đích để làm sạch phần sứa thôi. Chúng ta không nhúng lâu vì sứa rất là dễ tan vào trong nước. Nếu mà nước nóng quá và chúng ta ngâm lâu quá thì sẽ làm cho sứa bị tan ra, bị teo lại và sứa sẽ không còn độ giòn mà sẽ rất là dai. Bây giờ thì tất cả các nguyên liệu Diệu Thảo đã chuẩn bị sẵn rồi. Phần da heo này chúng ta nên mua da heo về, chúng ta luộc chín, sau đó chúng ta để nghiêng lưỡi dao và chúng ta cắt ra thành những sợi mỏng như thế này. Chúng ta không mua loại da heo đã được cắt bằng máy sẵn, vì những loại da heo đó rất lạt lẽo, sẽ không tạo độ đậm đà cho món ăn. Các bạn có thể chọn mua những miếng thịt đùi có lẫn luôn da, thì khi chúng ta luộc chín xong á, chúng ta cắt mỏng ra, có vừa có da vừa có thịt vào thì nhìn cũng sẽ rất là hấp dẫn. Tuy nhiên vì món gỏi sứa này chúng ta đã sử dụng phần da heo rời riêng ra như thế này, cho nên khi mua thì chúng ta có thể chọn mua loại thịt đùi heo không có da cũng được. Và luộc chín xong các bạn sẽ cắt ra thành lát mỏng. Để trộn gỏi thì chúng ta cần cắt những lát thịt mỏng một chút xíu, đừng cắt dày quá, thì ăn sẽ ngon hơn và không có cảm giác ngán, cũng như là khi chúng ta trộn nước trộn gỏi thì thịt đùi heo sẽ thấm gia vị ngon hơn. Chúng ta sẽ sắc hết phần thịt đùi mà các bạn đã chuẩn bị, là khoảng 200g thịt đùi heo. Thịt heo khi chúng ta luộc vừa chín tới thì thịt sẽ có độ mềm mại, phía bên trong thịt thì vẫn còn hơi ửng ửng màu hồng, ăn sẽ mềm và không có độ sát. Chúng ta không luộc quá chín kỹ, đặc biệt là đối với món gỏi, nếu mà chúng ta luộc thịt chín quá kỹ thì thịt sẽ trở nên sát và không ngon nữa. Chú ý là khi sắc thịt heo thì chúng ta cũng sẽ chú ý đến phần sớ thịt. Chúng ta sẽ sắc theo sớ ngang, thì khi ăn miếng thịt sẽ có cái độ mềm mại. Đây là những miếng thịt được sắc theo sớ ngang nè. Đó, quý vị khán giả có thể nhìn thấy là những sớ thịt rất là nhỏ và mỏng như thế này. Còn nếu mà khi sắc ra, chúng ta thấy có những miếng thịt theo cái sớ như thế này là sớ dọc, thì miếng thịt sẽ bị dai. Sau khi sắc xong, các bạn sẽ cho vào một cái chén. Và như vậy là các nguyên liệu chúng ta đã sơ chế, những nguyên liệu sống chúng ta sơ chế hết rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ ngâm giấm đường, hai nguyên liệu là sứa muối này và phần da heo. Các bạn lấy một tô và chúng ta cho vào khoảng nửa chén giấm. Kế đó thì chúng ta sẽ cho vào khoảng 1/3 muỗng cà phê muối.
Và nhất định là phải có đường. Chúng ta pha vào khoảng 2 muỗng canh đường. Khuấy đều lên. Khuấy đều phần giấm đường này. Như vậy trong phần giấm đường này các bạn đã sử dụng khoảng 3 muỗng canh giấm. Chúng ta cho vào khoảng 2 muỗng canh đường. Giấm thì chúng ta cho vào khoảng từ nửa chén cho đến 3 muỗng canh, tùy theo cái độ chua của giấm khác nhau. Nếu mà giấm chua nhiều thì chúng ta cho độ khoảng 3 muỗng canh là vừa. Còn nếu trường hợp giấm chua ít, độ chua ít thì chúng ta cho khoảng nửa chén giấm là được rồi. Kế đó chúng ta pha thêm khoảng 2 muỗng canh nước nữa. Các bạn sẽ cho thêm một ít bột ngọt, cho thêm khoảng 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Khuấy đều lên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ngâm sứa vào. Sứa mặc dầu là chúng ta đã ngâm thật kỹ qua một đêm để hết cái độ mặn, nhưng mà để sứa thấm gia vị, có vị chua chua ngọt ngọt, thì các bạn sẽ ngâm thêm với lại giấm đường mà Diệu Thảo vừa mới hướng dẫn pha. Phần da heo này cũng vậy, chúng ta cho hết vào, sắc mỏng rồi chúng ta cho hết vào trộn chung với lại giấm đường. Đây là phần sứa muối và da heo chúng ta đã trộn giấm đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến giai đoạn kế là các bạn sẽ sắc củ hành tây, cà rốt. Hai nguyên liệu này rất đơn giản. Chúng ta sẽ làm sạch hết tất cả các dụng cụ. Đối với món gỏi thì các bạn nhớ lưu ý là sau khi mà chúng ta sơ chế xong những nguyên liệu sống thì các bạn sẽ đổi thớt và dao và làm sạch hết tất cả các dụng cụ. Sau đó thì chúng ta tiếp tục chế biến sang các loại rau củ. Vì sau đó thì chúng ta sẽ không qua nấu nướng nữa, cho nên những nguyên liệu này phải hết sức là sạch và khô. Phần củ hành thì các bạn sẽ sắc khoanh mỏng hoặc là chúng ta dùng dao bào. Nếu chúng ta chưa quen với lại cái việc sắc những cái lát mỏng như thế này thì các bạn sẽ dùng dao bào, chúng ta bào mỏng ra. Nếu các bạn quen với lại việc sắc thì các bạn sẽ dùng dao thật bén và chúng ta sắc mỏng ra để có những sợi hành như thế này. Đây là những sợi hành mà chúng ta sắc rất là mỏng. Nếu củ hành mà chúng ta sắc dày quá là đem trộn gỏi thì củ hành sẽ có độ hăng và không ngon. Khi cắt củ hành xong thì các bạn có thể nhớ một mẹo nhỏ để làm cho củ hành giòn không nè. Chúng ta sẽ cho củ hành này vào trong một tô nước. Chúng ta ngâm vào trong nước và có pha một ít cái viên đá trong đó. Thì nước đá lạnh sẽ làm cho củ hành trong lại và giảm độ hăng ngay. Còn trong trường hợp nếu mà chúng ta không có nước đá thì các bạn cũng có thể là rửa qua một thau nước rất là nhiều nước để xả hết cái vị hăng thì cũng sẽ giảm đi độ hăng của hành rất là nhiều. Rồi bây giờ Diệu Thảo sẽ chuẩn bị một cái tô có đá ngay. Phần củ hành chúng ta vừa sắc xong thì các bạn sẽ thả ngay vào nước có đá. Chúng ta sẽ tiếp tục sắc hết phần hành mà các bạn đã chuẩn bị ban đầu. Nếu mà củ hành lớn thì các bạn sử dụng một củ hành là vừa rồi. Còn nếu mà chúng ta mua loại hành bi, có nghĩa là những củ hành tây nhỏ nhỏ thôi thì chúng ta sử dụng 2 củ. Tiếp tục ngâm vào trong nước đá và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết lượng hành mà chúng ta đã chuẩn bị. Thông thường thì khi làm bếp, đặc biệt là giai đoạn cắt hành này, những bạn mới vào bếp làm thì rất là sợ cắt hành vì lý do là ở bên trong hành có những tinh dầu rất là nhỏ. Khi chúng ta cắt ra thì những tinh dầu này sẽ bắn vào mắt và rất là dễ làm cho chúng ta cay mắt. Như vậy làm sao để mà tránh hiện tượng cay mắt khi mà chúng ta cắt hành? Các bạn có thể suy nghĩ thử xem chúng ta làm cách nào. Đối với Diệu Thảo thì rất là đơn giản thôi. Khi cắt hành thì chúng ta chú ý là chúng ta ngó, đừng ngó chăm chú vào trong cái củ hành mà chúng ta đang cắt. Tuy nhiên lại có một cái việc khó là nếu mà chúng ta không ngó chăm chú như thế này thì đôi khi là các bạn lại cắt nhầm tay. Cho nên là những cái này, những cái bí quyết này thì chỉ phát sinh khi nào mà chúng ta làm quen và chúng ta rút ra kinh nghiệm dần. Chúng ta phải làm thật là thành thạo rồi và tránh chúng ta đừng ngó nhiều quá vào. Chú ý chúng ta cắt cho chính xác, nhưng mà chúng ta để tầm mắt cũng hơi xa một chút xíu thì sẽ hạn chế được cái việc cay mắt. Có người thì còn có cái mẹo nhỏ là người ta dùng một miếng hành nhỏ như thế này và người ta sát vào hai thái dương, cho rằng là làm như vậy thì sẽ làm hết cay mắt. Nhưng mà Diệu Thảo thì không tin tưởng lắm với cái mẹo này, cho nên thường là cứ cắt thì chúng ta đừng nhìn
quá nhiều vào trong cái phần củ hành, thì vì những cái tinh dầu của củ hành dễ bắn vào mắt. Và chúng ta cho vào đá như thế này. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Các bạn sẽ trộn đều lên và ngâm trong đá. Chỉ cần ngâm khoảng 10 phút thôi thì lát nữa các bạn sẽ nhìn thấy là những miếng hành sẽ trong lại, cứng lại và sẽ có độ giòn. Đặc biệt là sẽ mất đi vị hăng của hành tây. Nguyên liệu kế để làm cho món ăn đẹp mắt đó là phần cà rốt. Cà rốt này các bạn sử dụng một đoạn cà rốt có độ dài khoảng chừng 10cm. Chúng ta lấy một khúc nhỏ để chúng ta tỉa hoa. Phần tỉa hoa này có lẽ rất là quen thuộc đối với các bạn rồi. Chúng ta có thể sử dụng dao tỉa để chúng ta có những cái mẫu tỉa khác biệt, đặc sắc hơn. Còn đơn giản nhất và cũng là cái cách làm truyền thống nhất là các bạn chỉ việc dùng dao và chúng ta khía những cái đường rãnh trên củ cà rốt như thế này. Sau đó chúng ta cắt khoanh mỏng. Khác với trường hợp chúng ta nấu các món hầm là chúng ta cắt những khoanh cà rốt có độ dày khoảng chừng 1cm hoặc là 5 ly. Thì bây giờ đối với món gỏi thì chúng ta phải cắt thật là mỏng, khoảng chừng 1 hoặc là 2 ly như thế này thôi. Và chúng ta cho chung vào trong phần củ hành mà chúng ta vừa mới ngâm vào đá. Một ít cà rốt. Món gỏi thì thường thu hút người ăn bằng những vị chua chua ngọt ngọt là đương nhiên rồi. Và đặc biệt là thu hút người ăn bằng màu sắc nữa. Cho nên ngoài màu cam, màu trắng của củ hành mà chúng ta đang làm thì các bạn sẽ còn có thêm cái màu xanh của dưa leo và màu xanh đậm của rau răm nữa, sẽ làm cho món ăn đẹp mắt hơn. Bây giờ phần còn lại của cà rốt, ngoài việc là chúng ta tỉa hoa thì nếu mà muốn có thêm màu sắc của món ăn đẹp hơn nữa thì các bạn sẽ sử dụng những lát cà rốt cắt sợi như thế này. Chúng ta sẽ cắt hoặc là bào. Trường hợp chúng ta sử dụng bào cũng được thì chúng ta sẽ bào ra thành là những lát mỏng. Sau đó các bạn sẽ cắt sợi những phần cà rốt này. Món gỏi thì thường là rất là mất thời gian khi mà chúng ta cắt những loại rau củ này. Do đó trong những bữa tiệc lớn thì các bạn cần phải chuẩn bị trước hết tất cả những nguyên liệu này. Rồi khi khách gần ăn thì chúng ta mới cho nước trộn gỏi vào. Đối với nước trộn gỏi thì trong những chương trình khác thì Diệu Thảo đã giới thiệu với các bạn một số những công thức để chúng ta làm nước trộn gỏi. Và những cái phần nước trộn gỏi này thông thường là lượng đường cũng như lượng nước mắm rất là cao. Chúng ta có thể nấu sẵn hoặc là chúng ta hòa sẵn một lọ lớn và chúng ta để dành. Có thể để dành được cả tuần hoặc là thậm chí nếu chúng ta để trong tủ lạnh thì có thể để được cả tháng. Khi cần thì chỉ việc là lấy cái phần nước gỏi đó ra và chúng ta cắt các loại rau củ, chúng ta rưới đều lên là có thể dùng ngay món gỏi rồi, rất là nhanh. Chúng ta tiếp tục cắt phần cà rốt ra. Bây giờ thì Diệu Thảo sẽ chuẩn bị một cái tô lớn để chúng ta cho các nguyên liệu vào. Những nguyên liệu trộn gỏi của chúng ta là gồm có cà rốt chúng ta đã cắt sợi nè, phần thịt đùi heo. Nếu trường hợp các bạn thích, các bạn cũng có thể cắt sợi nữa. Tuy nhiên những miếng thịt lớn như thế này ăn thì sẽ cảm thấy có độ hấp dẫn hơn. Chúng ta cho luôn cả tôm sú vào. Và chúng ta tiếp tục cắt hết phần cà rốt này. Cà rốt cho nhiều vào một chút xíu, nó sẽ làm cho món ăn càng giòn, càng ngon hơn. Và đặc biệt là các bạn thì ai cũng biết là cà rốt có chứa rất là nhiều beta-carotene. Beta-carotene hay còn gọi là tiền sinh tố A. Khi mà chúng ta ăn nhiều những cái loại rau củ mà có màu đỏ như thế này thì ngoài cái vitamin là vitamin C thì còn có vitamin A rất là tốt cho sắc đẹp cũng như là tốt cho mắt. Cho nên là đối với những món gỏi này thì Diệu Thảo cũng thường hay sử dụng cà rốt lắm. Là vì cà rốt vừa có màu đẹp nè mà vừa có tác dụng tốt cho cơ thể nữa. Rồi sau khi chúng ta đã cho hết tất cả phần nguyên liệu này vào, bây giờ Diệu Thảo sẽ vớt phần củ hành tây này ra và cũng như là vớt phần sứa với lại da heo mà chúng ta đã ngâm giấm đường và chúng ta để ráo đi. Những nguyên liệu và sứa và da heo này rất là mỏng và mềm. Khi chúng ta vớt ra xong thì chúng ta để ráo và đồng thời chúng ta vắt nữa cho thật là ráo nước rồi chúng ta mới trộn gỏi mới ngon. Sau khi chúng ta đã cắt xong cà rốt, tôm, thịt và
sứa cũng như là da heo chúng ta vắt ráo. Bây giờ còn nguyên liệu kế đó là phần dưa leo này. Dưa leo thì chúng ta sẽ cắt bỏ hai đầu này đi. Chúng ta sẽ không bỏ vỏ, các bạn nhớ lưu ý là chúng ta sẽ cắt dưa leo ra thành những khúc có độ dài khoảng chừng 8 đến 10 cm như thế này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu dùng dao, chúng ta ấn sâu vào khoảng chừng 5 ly. Kế đó chúng ta đẩy lưỡi dao đi theo vòng tròn. Theo vòng tròn như thế này. Để chúng ta lấy cái phần vỏ. Tiếp tục khoanh thứ hai cũng vậy, chúng ta hơi ấn lưỡi dao vào. Đẩy lưỡi dao đi theo cái vòng tròn của trái dưa leo như thế này. Mục đích của cái công việc này là chúng ta lấy phần vỏ của dưa leo thôi. Và một ít cái phần ruột trắng ở phía bên trong, mà chúng ta không sử dụng phần ruột ở phía bên sâu bên trong, vì phần ruột ở bên trong thì sẽ làm cho món gỏi chúng ta ra nước và có vị chua, cũng như là lẫn những hạt dưa leo sẽ không ngon. Đó, chúng ta đẩy lưỡi dao đi như thế này thì chúng ta sẽ có những khoanh vỏ dưa leo. Bây giờ chúng ta đặt những khoanh vỏ dưa leo này lại, cuốn tròn. Sau đó chúng ta sẽ cắt ra sợi. Thì chúng ta sẽ có những cái khoanh dưa leo toàn là cái phần vỏ xanh, thì trong màu sắc của món gỏi sẽ đẹp mắt hơn. Dưa leo cắt khoanh xong, các bạn sẽ cho luôn chung vào với tô mà trộn gỏi. Cuối cùng là phần rau răm. Món gỏi sứa này chúng ta cho rau răm vào thì ăn mới là hợp. Lý do, một trong những lý do mà Diệu Thảo sử dụng rau răm đó là vì nguyên liệu chính chúng ta sử dụng là sứa. Sứa hay còn gọi là hải triết, đây là một nguyên liệu xuất phát từ biển, là một loài hải sản có tính hàn, cho nên khi mà chúng ta thực hiện các món ăn á, Diệu Thảo chú ý đến cái việc là chúng ta sử dụng rau gia vị là rau răm, vì rau răm thì có tính nhiệt sẽ cân bằng cái tính hàn của sứa, cho nên là sẽ tốt cho những người ăn, thì vì nó sẽ giúp cho dễ tiêu hơn. Tuy nhiên những người nào bụng yếu một chút xíu thì không nên sử dụng sứa, còn bình thường thì chúng ta có thể ăn sứa, làm cho nó có tính mát nè, đồng thời là còn giúp hạ huyết áp nữa. Phần rau gia vị là rau răm này chúng ta sẽ cho vào giai đoạn cuối. Bây giờ thì Diệu Thảo sẽ pha nước trộn gỏi. Nước trộn gỏi thì rất là đơn giản. Các bạn sẽ sử dụng đường. Đầu tiên là đường. Lượng đường chúng ta cho vào khoảng chừng 3 muỗng canh đường. Sau đó chúng ta cho vào thêm khoảng 3 muỗng canh nước mắm. Khuấy đều lên. Trong trường hợp những bà nội trợ mà có kinh nghiệm một chút xíu á, thì chúng ta pha nước mắm trộn gỏi này chúng ta không cần lường gì cả. Chúng ta chỉ cần cho nước mắm vào với đường, chúng ta khuấy vào rất là sệt như thế này. Chúng ta có cảm giác giống như là đường không tan được với lại nước mắm như vậy đó. Nhưng mà chúng ta cứ kiên nhẫn khuấy đều để cho đường tan. Thì như vậy là cái độ ngọt và độ mặn sẽ cân bằng. Hoặc là nếu không thì chúng ta sẽ đặt đường và nước mắm này lên trên bếp. Chúng ta nấu hơi nóng một chút xíu thì đường sẽ tan rất là nhanh. Kế đó chúng ta sẽ cho thêm một chút bột ngọt vào, ít thôi. Và Diệu Thảo sẽ vắt thêm một miếng chanh. Lượng chanh thì cũng tương đương với lại lượng nước mắm và đường mà chúng ta vừa cho vào lúc nãy. Như vậy chúng ta cho vào khoảng 2 lát chanh như thế này là vừa. 2 lát chanh này chúng ta vắt ra được khoảng 3 muỗng canh nước cốt chanh, tương đương với lại lượng giấm và đường chúng ta vừa mới cho vào chén. Khi vắt chanh vào thì đồng thời là các bạn sẽ cảm giác là mùi thơm tỏa ra từ cái phần nước trộn gỏi này. Các bạn có thể sử dụng giấm cũng được, nhưng mà Diệu Thảo thì thường thích sử dụng chanh vì chanh có hương thơm rất là đặc biệt. Và đặc biệt là khi chúng ta sử dụng chanh thì sẽ cung cấp thêm cho cơ thể một lượng lớn vitamin C nữa. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho một ít tỏi và ớt băm vào. Như vậy thì Diệu Thảo đã có một chén nước trộn gỏi. Nhìn rất là hấp dẫn vì đỏ ao luôn màu của ớt sừng mà chúng ta băm nhuyễn nè. Rồi độ sền sệt của nước mắm trộn gỏi là vì chúng ta đã khuấy với đường rồi. Cho nên là chắc chắn đây sẽ là một hỗn hợp nước trộn gỏi rất ngon mà chúng ta có thể sử dụng để trộn bất kỳ loại gỏi nào. Lúc nãy Diệu Thảo có mách với lại quý vị khán giả một cái mẹo nhỏ là chúng ta làm sẵn nước trộn gỏi đó. Thì lưu ý khi mà làm sẵn nước trộn gỏi này mà cất vào tủ lạnh thì chúng ta nấu giấm, chúng ta sẽ nấu nước mắm với đường xong. Khi tan xong rồi chúng ta phải để hơi nguội một chút, rồi chúng ta mới cho nước cốt chanh vào. Và dung dịch hỗn hợp mà chúng ta trữ ở trong tủ lạnh là chỉ có nước mắm, đường và chanh thôi. Chúng ta không cho tỏi ớt vào.
Tỏi ớt các bạn sẽ cho vào khi nào mà mình trộn gỏi thì mình mới cho thêm tỏi ớt vào. Vì tỏi ớt mà cho chung vào như thế này sẽ không để lâu được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến công đoạn gì nè. Chúng ta sẽ còn một nguyên liệu nữa mà lúc đầu chúng ta chuẩn bị, đó là trứng gà. Trứng gà Diệu Thảo sẽ đập hai cái trứng gà này ra chén. Các bạn thấy là món này khá là công phu phải không? Đây được coi như là một món ăn quý ngày xưa, mà khi mà làm những món này là những bữa tiệc trọng đại trong gia đình người ta mới đãi. Tuy nhiên hiện nay thì những gia vị, những nguyên liệu này thì cũng khá là phổ biến. Chỉ cần chúng ta bỏ một chút xíu công, tỉ mỉ một chút thì chúng ta sẽ có được một món ăn ngon và đặc sắc. Phần trứng gà thì chúng ta đánh đều lên. Đừng đánh nổi bông lên mà chỉ đánh đều để cho tan lòng đỏ và lòng trắng thôi. Sau đó Diệu Thảo sẽ cho vào một tí muối, chút xíu muối thôi, một chút xíu bột ngọt thôi. Bột năng này thì các bạn sẽ không cho trực tiếp vào trứng mà chúng ta sẽ cho khoảng một muỗng nhỏ vào một cái chén như thế này, và chúng ta sẽ cho vào khoảng thêm 2 muỗng cà phê nước nữa. Hòa đều phần bột năng này, vì bột năng là dạng khô mà. Trong khi đó trứng mà chúng ta đánh đều lên thì trứng có độ kết dính. Nếu mà các bạn cho trực tiếp bột năng vô trong trứng lúc này thì bột năng sẽ không tan đâu và sẽ bị vón cục. Cho nên chúng ta hòa với một chút nước như thế này, và các bạn sẽ cho vào khoảng 2 muỗng nhỏ nước bột năng. Và trong đây thì đã có sẵn một ít muối và một ít bột ngọt rồi, chúng ta đánh đều lên. Bây giờ Diệu Thảo sẽ đặt một cái chảo nhỏ lên bếp và chúng ta bật bếp lên. Nhìn thấy những thao tác này thì chắc là các bạn đã đoán là chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta sẽ tráng trứng. Chúng ta tráng trứng này để cho thêm vào gỏi sứa, mục đích là để làm tăng thêm màu sắc cho món ăn. Đây quả là một món ăn tuyệt vời, là vì có màu sắc nâu nâu của thịt nè, màu cam, đỏ cam của những cái con tôm sú, rồi cà rốt, rồi dưa leo. Một món ăn có rất nhiều màu sắc, nhưng chưa hết đâu các bạn, sẽ còn trứng nữa đó. Khi chảo đã nóng rồi thì các bạn sẽ cho dầu vào. Phần trứng này sẽ làm cho món ăn của chúng ta thêm màu sắc và thêm phần phong phú nữa. Làm sao để tráng ra được những cái trứng thật là mỏng? Đây cũng là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Các bạn cho dầu vào chảo, chúng ta láng đều như thế này, sau đó trút hết phần dầu dư ra. Lưu ý là trút hết phần dầu dư ra. Đặt chảo trên bếp trở lại. Kế đó Diệu Thảo sẽ cho chén này vào, trút hết dầu ra. Chú ý là trong chảo đừng để nhiều dầu dư, vì khi nhiều dầu thì sẽ không tráng được những cái trứng mỏng. Đợi cho chảo thật nóng rồi chúng ta mới trút một ít trứng vào, tráng đều như thế này. Còn dư trứng chúng ta sẽ trút hết ra. Như vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái trứng rất là mỏng với lượng trứng rất là ít như thế này. Sau đó chúng ta xoay đều và có thể giảm lửa đi để cho trứng không bị cháy. Chúng ta sẽ dùng đũa, chúng ta gỡ cái trứng này ra. Rồi, trứng bắt đầu tróc ra rồi. Sau đó các bạn sẽ cho trứng ra thớt hoặc là ra một cái dĩa. Và chúng ta đã xong một cái trứng rất là mỏng như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy trứng chúng ta vừa tráng xong nè, có độ mỏng và dai. Nhờ các bạn đã cho một ít bột năng vào và chúng ta tráng đúng theo quy trình mà Diệu Thảo vừa mới giới thiệu. Bây giờ chúng ta tiếp tục với cái trứng thứ hai. Lại tiếp tục đặt chảo lên bếp. Các bạn có thể không cần cho dầu, hoặc là cho vào rất là ít như thao tác lúc nãy. Láng đều phần dầu này, bỏ bớt dầu dư ra. Sau đó đặt lại lên bếp, chờ cho chảo thật là nóng. Tiếp tục chúng ta lại cho trứng vào. Nhớ là chảo nóng nha. Cho trứng vào, xoay đều, đổ bớt phần trứng dư ra. Và tiếp tục chúng ta làm cho trứng ráo. Giai đoạn này các bạn nhớ là chúng ta giảm bớt lửa. Diệu Thảo sẽ tách dần phần trứng này ra để trứng nó tróc ra khỏi chảo. Kế đó chúng ta tắt bếp đi và các bạn sẽ trút trứng thứ hai lên. Chúng ta có cái trứng thứ hai. Đây là cái trứng thứ hai. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết trứng. Với lượng hai cái trứng này thì Diệu Thảo có thể tráng được khoảng từ 4 đến 5 cái trứng mỏng như thế này. Sau khi đã tráng trứng xong rồi thì các bạn sẽ trải trứng ra thớt như thế này và chúng ta cuộn tròn trứng lại. Rửa tay cho thật sạch thì chúng ta có thể không cần sử dụng bao tay.
Trong trường hợp chúng ta nấu ăn công nghiệp hay nấu trong nhà hàng cho số lượng lớn người ăn thì việc mang bao tay hết sức là cần thiết. Tuy nhiên trong gia đình á, thì các bạn sẽ có đủ thời gian để mà chúng ta rửa tay cho thật sạch. Thì như vậy là khi thao tác thì chúng ta sẽ cảm thấy là dễ dàng và thoải mái hơn. Nhưng mà chú ý là chúng ta sẽ rửa tay cho thật sạch. Đây là những sợi trứng chúng ta đã cắt ra xong. Các bạn sẽ cho chung vào trong với lại các nguyên liệu mà chúng ta đã cắt xong. Bây giờ tất cả các nguyên liệu đã xong rồi. Trứng chúng ta tráng mỏng đã cho chung với lại tôm, thịt, dưa leo và cà rốt. Phần sứa và da heo các bạn đã ngâm với lại giấm đường và vắt cho thật ráo rồi. Các bạn nhìn thấy là rất là ráo, không còn một chút nước nào hết. Cho chung vào với lại tô chúng ta trộn gỏi. Kế đó là đến hành tây, cà rốt chúng ta cũng đã ngâm đá. Sau khi chúng ta ngâm đá được khoảng chừng 5 đến 15 phút thì các bạn nhìn thấy là những sợi hành nè đã rất là trong và cứng lại. Chúng ta cho hết vào tô luôn. Nhìn thấy rất là hấp dẫn và đẹp mắt rồi đó. Bây giờ thì đến giai đoạn chúng ta trộn gỏi, chúng ta sẽ cho một ít rau răm vào. Không cho hết vào, chúng ta sẽ chừa lại một ít để mà trang trí. Nếu trường hợp các bạn thích vị cay, thật là cay của món gỏi á, thì chúng ta có thể sử dụng 3 trái ớt hiểm này. Chúng ta bầm nhỏ ra và cho thêm vào trong món gỏi. Nhưng mà Diệu Thảo thì thích gỏi có độ cay vừa phải thôi. Ai thích ăn cay thì sẽ thêm vào phần này. Còn với màu đỏ của ớt sừng như thế này thì món gỏi trông đã rất hấp dẫn rồi. Khuấy lên một lần nữa để tan đều phần nước mắm. Và bây giờ là đến giai đoạn hấp dẫn nhất đây. Chúng ta rưới đều nước gỏi vào. Chừa lại một ít để chúng ta cho vào cuối cùng. Trộn đều lên. Mới vừa cho nước gỏi vào thì mùi thơm của chanh bốc lên rồi. Diệu Thảo cảm thấy là rất hấp dẫn đây rồi đây. Chúng ta cho thêm một ít mè rang vào nữa. Như vậy là món ăn đã hoàn tất ngay rồi. Nhìn thấy ngon quá. Những sợi trứng màu vàng như thế này, mùi chanh, mùi ớt và tỏi bốc lên cùng với lại độ tươi ngon của món gỏi. Trông thật là bắt mắt. Và bây giờ thì chúng ta trình bày ra thôi. Chúng ta chuẩn bị một cái đĩa sâu xinh xinh một tí xíu. Chúng ta trộn đều tất cả các nguyên liệu lên và gấp nguyên liệu này cho vào cái tô. Thật là hấp dẫn. Đặc biệt là những miếng sứa trong, mỏng và giòn tan chúng ta cho lên trên để tạo sự bắt mắt và sự hấp dẫn hơn cho món ăn nữa. Tôm cũng không thể thiếu. Chủ đề chính của chúng ta là sứa cũng không thể thiếu. Đặt lên trên cùng với lại màu xanh, xanh mướt của dưa leo nè. Độ trong và giòn của những cái lát hành tây nữa. Đó là món gỏi đã hoàn tất. Các bạn cuối cùng thì chúng ta cho thêm một nhánh ngò. Với lại ớt hiểm thì chúng ta có thể sử dụng ngay trái ớt hiểm đó mà chúng ta tỉa thành những cái hoa ớt xinh xinh như thế này. Đặt vào. Để có một cái món gỏi sứa thật là hấp dẫn. Rồi cuối cùng Diệu Thảo vẫn muốn có thêm cái màu đỏ tươi của những con tôm này trông sẽ bắt mắt hơn một chút xíu nữa. Món ăn đã hoàn tất rồi. Các bạn có thể mời cả nhà cùng thưởng thức món gỏi sứa này, coi như là một món khai vị đầu bữa ăn. Và đặc biệt vào dịp cuối tuần, nếu chúng ta thực hiện món ăn này cho cả gia đình thưởng thức thì không có gì bằng. Chúc các bạn thành công với món ăn ngày hôm nay.